Bạn có nhớ không, hình ảnh nhà đương kim vô địch Champions League Bayern Munich gục ngã tại công viên các hoàng tử, dù họ mới là những người đã giành chiến thắng tại Paris. Bạn có nhớ không, hình ảnh Cristiano Ronaldo cùng những người đồng đội ôm đầu tiếc nuối khi không thể giành quyền đi tiếp, dù đã đánh bại Porto trên sân Dragao. Bóng đá luôn chứa đựng những điều nghiệt ngã, và một trong những quy định từng khiến rất nhiều ông lớn phải ôm hận tại đấu trường châu Âu, luật bàn thắng sân khách giờ đây sắp sửa trở thành dĩ vãng. Bóng đá không ngừng tiến hóa với một tốc độ nhanh khủng khiếp, thứ bóng đá mà chúng ta đã từng theo dõi chỉ 10 năm về trước, đối với nhiều khán giả thời điểm hiện tại có lẽ nó đã trở nên lỗi thời. Điều đó buộc luật bóng đá cũng phải tiến hóa để thích nghi và phù hợp hơn với những thay đổi chóng mặt trong thế giới bóng đá này. Hãy lấy luật chạm tay trong vòng cấm như một ví dụ. Mỗi mùa giải trôi qua, chúng ta lại phải làm quen với một định nghĩa mới về việc làm thế nào để xác định một cầu thủ đã cố tình dùng tay chơi bóng và xứng đáng bị thổi một quả phạt đền. Chưa hết, chỉ một luật chạm tay trong vòng cấm thôi mà mỗi giải đấu lại có một cách diễn giải khác nhau về nó. Sự xuất hiện của VAR càng khiến luật bóng đá trở nên chặt chẽ hơn, với kỳ vọng sẽ mang đến một sự công bằng tuyệt đối cho bóng đá. Dẫu luật bóng đá đã chứng kiến rất nhiều sự thay đổi trong suốt vài chục năm qua, có một điều luật dường như nằm ngoài vòng xoáy đó, luật bàn thắng trên sân khách. Điều luật này lần đầu tiên xuất hiện tại Winner Cup mùa giải 65-66 và từng được coi là một phát kiến vĩ đại trong bóng đá. Quy định này rất đơn giản, nếu hai đội hòa nhau sau 180 phút thi đấu lượt đi và về, đội nào ghi được nhiều bàn thắng trên sân khách hơn sẽ giành chiến thắng. Ở thời điểm đó, luật bàn thắng trên sân khách được cho là một mũi tên trúng hai đích. Nó vừa loại bỏ những trận đấu dư thừa dù phải diễn ra trên sân trung lập. Trong trường hợp hai đội hòa nhau sau 180 phút, đồng thời khuyến khích các đội khách tấn công nhiều hơn trong những dịp phải hành quân xa nhà. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, luật bàn thắng trên sân khách dần trở thành một phần tất yếu trong bóng đá và luôn trở thành đề tài bàn tán mỗi dịp vòng knock-out của các giải đấu châu Âu chính thức bắt đầu. Nó không chỉ được sử dụng trong các giải đấu thuộc khuôn khổ UEFA mà còn được FIFA chấp nhận để áp dụng trong các giải đấu trên toàn thế giới. Điều thú vị mà luật bàn thắng sân khách đem lại chính là việc các đội bóng sẽ phải toan tính nhiều hơn trong những trận đấu knock-out vốn dĩ đã rất căng thẳng. Một bàn thắng trên sân khách khi ấy sẽ đáng giá ngàn vàng và sẽ là thảm họa nếu một đội bóng để thủng lưới khi có lợi thế thi đấu trên sân nhà. Nhưng như đã nói, bóng đá không ngừng tiến hóa theo thời gian và một điều luật đã tồn tại từ lâu đời, cũng như có chỗ đứng vững chắc như luật bàn thắng sân khách, cũng có những thời điểm bị đặt dấu hỏi về mức độ hiệu quả của nó. Vào năm 2018, UEFA đã từng đi rất gần đến việc loại bỏ luật bàn thắng sân khách khỏi các giải đấu do mình tổ chức. Dù được rất nhiều huấn luyện viên lão làng của bóng đá châu Âu như Jose Mourinho, Arsene Wenger, Carlo Ancelotti hay là Thomas Tuchel ủng hộ, kế hoạch ấy vẫn chưa thể có được sự đồng thuận của tất cả. Mãi đến 3 năm sau, ngay trước thềm trận chung kết Champions League năm nay giữa Man City và Chelsea, kế hoạch này một lần nữa lại được đặt lên bàn cân và lần này nó đã chính thức được thông qua, mở ra một trang sử hoàn toàn mới với các giải đấu tại châu Âu. Hệ quả đáng chú ý nhất của việc loại bỏ luật bàn thắng sân khách đó sẽ là có nhiều trận đấu phải tiến vào hiệp phụ và loạt đá penalty hơn. Với góc nhìn của khán giả, chúng ta luôn mong muốn được thưởng thức các trận đấu với mức độ kịch tính cao nhất. Nhưng với các cầu thủ, việc phải thi đấu hiệp phụ liên tục có thể sẽ tạo nên những bất lợi không nhỏ. Điều đó cộng với việc UEFA đã chính thức thay đổi thể thức các giải đấu châu Âu với việc tăng số trận đấu sẽ khiến các cầu thủ sẽ phải thi đấu với một cường độ cao hơn bao giờ hết. Đã có những tranh luận trái chiều xoay quanh việc bỏ hay giữ luật bàn thắng sân khách. Bây giờ hãy quay trở về thời điểm thập niên 60 của thế kỷ trước, khi luật bàn thắng sân khách vừa mới ra đời. Thời điểm đó, việc di chuyển giữa các sân vận động khắp châu Âu là một điều khó khăn với các đội bóng. Họ sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn để di chuyển từ sân nhà đến sân khách, đồng thời cũng tốn nhiều thời gian hơn để hồi phục trước trận đấu. Ngoài những bất lợi về mặt chuẩn bị, việc phải thi đấu trên sân khách ở thời đại trước là một thử thách cực lớn với các đội bóng. Khi ấy điều kiện thi đấu trên các sân vận động là rất khác nhau và đội khách thường không có nhiều thời gian để làm quen với điều kiện thi đấu có thể khác xa so với mặt sân mà họ vẫn thường chơi bóng. Những yếu tố đó đem đến một lợi thế lớn dành cho các đội chủ nhà. Và luật bàn thắng trên sân khách khi ấy xuất hiện như một điều gì đó để bù đắp cho những thua thiệt mà các đội khách phải chịu trong những lần thi đấu xa nhà. Dẫu vậy, gần nửa thế kỷ đã trôi qua và liệu những bất lợi đối với đội khách có còn quá lớn như trước đây hay không? Một nguồn tin trên tờ The Times cho rằng sự thu hẹp và khoảng cách về điều kiện thi đấu giữa đội chủ nhà và đội khách trong các trận knock-out là một trong những lý do khiến UEFA đi đến quyết định đưa luật bàn thắng sân khách trở thành quá khứ. Có rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng có một điều chắc chắn, đó là việc ghi một bàn thắng trên sân khách ở thời điểm hiện tại ít khó khăn hơn nhiều so với vài chục năm về trước. Trong quá khứ, các cổ động viên thường tỏ ra quá khích hơn, đồng thời các điều kiện về sân bãi hay trọng tài cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Còn ở thời điểm hiện tại, cái gọi là lợi thế sân nhà dường như không còn đáng kể nữa. Bóng đá trong mùa dịch Covid càng khiến khoảng cách giữa sân nhà và sân khách trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Vì các điều kiện phòng chống dịch của mỗi quốc gia, rất nhiều các trận đấu trong khuôn khổ vòng knockout của Champions League và Europa League đã phải diễn ra tại các sân trung lập và không có khán giả. Trong những trận đấu như vậy, liệu luật bàn thắng trên sân khách có còn cần thiết hay không khi những điều vốn được coi là lợi thế chủ nhà dường như không tồn tại? Một lý do khiến nhiều huấn luyện viên mong muốn luật bàn thắng sân khách biến mất đó là việc nó đang đi ngược lại với chính mục đích của mình. Khi tạo ra quy định này, những nhà làm luật mong muốn các trận đấu loại trực tiếp sẽ trở nên hấp dẫn hơn khi các đội khách sẽ dâng cao tấn công để có được lợi thế. Dẫu vậy, trong thực tế, luật bàn thắng trên sân khách lại khiến các đội chủ nhà trở nên dè chừng hơn. Thủng lưới trên sân nhà sẽ là một thảm họa. Vì vậy, các đội chủ nhà sẽ đặt vấn đề phòng ngự trở thành ưu tiên hàng đầu. Huấn luyện viên lão làng của Arsenal Arsene Wenger đã khẳng định điều này trong bài phỏng vấn với Telegraph. Luật bàn thắng sân khách khiến các đội chủ nhà thi đấu với tâm thế không để thủng lưới. Hầu hết các huấn luyện viên sẽ bước vào một trận đấu trên sân nhà với một suy nghĩ duy nhất: đừng để thủng lưới. Và lý do lớn nhất khiến rất nhiều người bày tỏ niềm căm hận với luật bàn thắng trên sân khách là vì nó đã tạo ra rất nhiều thất bại cay đắng, đặc biệt là trong hiệp phụ. Khi luật bàn thắng sân khách không thể tìm ra người chiến thắng sau 180 phút thi đấu, nó sẽ tiếp tục được áp dụng trong 30 phút hiệp phụ của trận lượt về. Điều đó tạo ra bất lợi cực lớn cho các đội chủ nhà. Chỉ cần bị thủng lưới một bàn trong hiệp phụ, họ sẽ cần phải ghi được 2 bàn thắng trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ để lật ngược tình thế. Nạn nhân mới nhất của tình huống nghiệt ngã này chính là Juventus tại vòng 16 đội Champions League năm nay. Juventus và Porto hòa nhau với tỷ số 3 đều sau 2 lượt trận. Vào phút thứ 115, Oliveira tìm được bàn thắng dẫn trước cho đội khách và bàn gỡ hòa sau đó của Rabiot là không đủ để giúp đội bóng nước Ý thoát khỏi sự nghiệt ngã của luật bàn thắng sân khách. Sau trận đấu ấy, có rất nhiều ý kiến cho rằng UEFA nên từ bỏ luật bàn thắng trên sân khách, ít nhất là trong thời gian thi đấu hiệp phụ. Vào tháng trước, UEFA cũng đã cân nhắc những phiên bản luật bàn thắng sân khách mới, bao gồm việc không áp dụng khi thi đấu hiệp phụ. Nhưng những ý tưởng đó đã sớm bị bỏ qua vì quá khó hiểu. Dẫu vậy, những người bảo vệ luật bàn thắng sân khách không phải là không có những lý lẽ của riêng mình. Một thống kê các trận đấu tại các giải vô địch châu Âu từ năm 70 đến 2013 cho thấy, trong các trận đấu phải bước vào hiệp phụ, số lần các đội chủ nhà giành quyền đi tiếp không quá khác biệt so với chiều ngược lại. Điều đó cho thấy luật bàn thắng trên sân khách vẫn là cần thiết để cân bằng sức mạnh giữa các đội bóng khi tiến vào vòng knockout. Một lý do nữa mà các cổ động viên đưa ra đó là việc loại bỏ luật bàn thắng sân khách sẽ đẩy các đội bóng nhỏ lâm vào khó khăn. Rất nhiều lần chúng ta được chứng kiến những đội bóng được đánh giá yếu hơn quật ngã các ông lớn bằng những toan tính dựa trên luật bàn thắng sân khách. Một bàn thắng trên sân khách đã đủ để các đội bóng nuôi hy vọng ở trận lượt về. Sau thất bại 4-1 tại Camp Nou ở trận tứ kết lượt đi Champions League 2017-2018, không ai nghĩ Roma có thể lật ngược thế cờ. Nhưng chính bàn thắng của Edin Dzeko đã góp phần giúp Roma tạo nên cơn địa chấn của mùa giải năm đó. Và lý do lớn nhất khiến nhiều người mong muốn luật bàn thắng sân khách tiếp tục được áp dụng trong những mùa giải tới chính là việc nó góp phần tạo nên sự kịch tính và khó lường cho bóng đá. Chúng ta với cương vị là khán giả luôn muốn được chứng kiến và theo dõi những trận cầu hấp dẫn đến phút cuối. Nếu không có luật bàn thắng sân khách, chúng ta đã không thể chứng kiến khoảnh khắc Iniesta ăn mừng như điên dại khi ghi bàn gỡ hòa vào lưới Chelsea tại Stamford Bridge ở mùa giải 2008-2009. Hay khoảnh khắc toàn đội Tottenham ăn mừng như những đứa trẻ khi Lucas Moura hoàn tất cú lội ngược dòng trước Ajax ở mùa giải 2018-2019. Nếu không có luật bàn thắng trên sân khách, rất có thể Barcelona đã dừng lại sau khi ghi bàn thắng thứ 5 ở phút 90+1 trong trận lượt về trước Paris Saint-Germain để tiến vào hiệp phụ. Khi ấy, tỷ số sau 2 lượt trận là 5 đều. Nhưng Paris Saint-Germain đã có được bàn thắng trên sân Camp Nou, còn Barcelona không làm được điều ngược lại. Luật bàn thắng trên sân khách buộc Barcelona phải tiếp tục tràn lên tấn công và những gì diễn ra sau đó là màn lội ngược dòng kinh điển nhất trong lịch sử Champions League. Trên Twitter, huyền thoại của Liverpool Jamie Carragher đã công khai ủng hộ luật bàn thắng trên sân khách và nhiều danh thủ khác có lẽ cũng trùng với suy nghĩ đó. Người hâm mộ bóng đá sẽ phải quen với việc luật bàn thắng sân khách biến mất trong những mùa giải tới. Làm quen với những sự thay đổi đột ngột luôn là một điều không hề dễ dàng. Nhưng biết đâu được chúng ta đang sắp sửa chứng kiến một trang sử hoàn toàn mới của đấu trường bóng đá châu Âu, nơi những thất bại nghiệt ngã bởi bàn thắng sân khách sẽ chỉ còn là một câu chuyện của quá khứ.